Chào mừng các bậc phụ huynh và em nhỏ đến với kênh Vietnam Book Kids. Hôm nay, Vietnam Book Kids muốn gửi đến câu chuyện Cậu bé và bức tranh sư tử. Mong rằng các bậc phụ huynh và các con sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ thưởng thức câu chuyện này. Ngày xưa, có một người thợ săn cùng đứa con trai độc nhất sống ở ven một khu rừng đẹp. Người thợ săn vô cùng thương yêu con mình, nên luôn lo lắng thú hoang sẽ hại cậu bé. Và một đêm nọ, khi người thợ săn mơ thấy đứa con trai yêu quý của mình bị sư tử cắp đi và chết một cách thảm thương dưới móng vuốt của sư tử. Sau khi tỉnh dậy, người thợ săn vô cùng sợ hãi. Ông sợ rằng giấc mơ sẽ thành sự thật, nhưng liệu có cách nào để con trai ông được an toàn đây? Cuối cùng, ông cũng nghĩ ra được một cách hay, rằng sẽ làm cho con một căn phòng ở trên không trung. Như vậy, thú dữ không có cách nào có thể hại được cậu bé nữa. Người thợ săn vào rừng đốn những cây gỗ to nhất, làm một căn phòng thật đẹp cho con trên không trung rồi nhốt con mình trên đó. Bốn bức tường của căn phòng có vẽ đầy đủ các loại thú. Khi vừa bước vào phòng, con trai người thợ săn vô cùng thích thú, vì từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con vật đến vậy. Nhưng nhìn mãi rồi cũng chán, những con vật trên tường không thể nhúc nhích và cũng chẳng có ai có thể chơi cùng cậu. Một lần, cậu bé đứng trước bức tranh vẽ sư tử và nói với sư tử, con thú đáng ghét này, vì mày và cơn ác mộng của bố tao mà tao mới bị nhốt ở đây. Cứ bị giam giống như là tù nhân, không có chút tự do nào. Nói tới nói lui, cậu bé cuối cùng dùng hết sức đấm vào bức tường có vẽ hình sư tử. Một cái rằm trên tường đã đâm vào ngón tay trỏ. Sau đó, ngón tay bị nhiễm trùng, cậu bé sốt cao liên miên và cuối cùng đã không qua khỏi. Có thể nói, trong chuyện ngụ ngôn trên, nhân vật người bố đã yêu thương con mình không đúng cách. Bài học ý nghĩa rút ra là chúng ta cần tập cho trẻ biết tự lập, rèn các kỹ năng để trẻ biết đương đầu với các khó khăn, thử thách mà con có thể gặp phải trên bước đường đời sau này. Phụ huynh và các con hãy theo dõi kênh Vietnam Book Kids để lắng nghe nhiều câu chuyện bổ ích hơn nhé!